Dinh dưỡng, tập luyện và tâm lý là ba trong số những yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công trong thể thao cho các vận động viên chuyên nghiệp. Trong đó, ở những nền thể thao phát triển, dinh dưỡng được chú trọng đầu tư đặc biệt. Các vận động viên đẳng cấp thế giới luôn có những chế độ ăn uống chuyên biệt, với thực đơn hàng ngày được thiết kế phù hợp với thể trạng, khả năng hấp thụ, thói quen ăn uống, cũng như nhu cầu dinh dưỡng phục vụ từng giai đoạn trong chu kỳ huấn luyện, thi đấu nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Chicago, Mỹ, chế độ ăn uống của vận động viên luôn được thiết kế phục vụ mục tiêu dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao hàng ngày, và ngắn hạn, phù hợp với từng giai đoạn tập luyện, thi đấu cụ thể. Các vận động viên thường ăn 5 bữa mỗi ngày, gồm 3 bữa chính, sáng, trưa, chiều, và 2 bữa phụ. Trong đó, vận động viên dùng bữa chính khoảng ít nhất 3, 4 giờ trước khi thi đấu để có thời gian tiêu hóa. Nếu không thể dùng bữa chính, do đặc thù lịch thi đấu, các vận động viên có thể ăn bữa phụ khoảng 1 đến 3 giờ trước thời điểm tranh tài. Vận động viên quốc tế được đảm bảo chế độ dinh dưỡng đa dạng, nghiêm ngặt. Reuters mỗi vận động viên lại có một sở thích ăn uống khác nhau, nhưng trong các bữa phụ, món ăn được khuyến cáo nên giàu protein và carbohydrate, có chỉ số đường huyết thấp, tuyệt đối tránh đồ ngọt, bánh ngọt và ngũ cốc tinh chế. Về bữa chính, đêm trước ngày thi đấu, vận động viên thường ăn các loại thực phẩm giàu tinh bột như mì ống, gạo, khoai tây, đậu, bông cải xanh để phục hồi và dự trữ năng lượng. Bữa sáng rất quan trọng, cần bổ sung nhiều calo và carbohydrate. Bữa trưa có thể gồm bánh mì, cơm, các loại thịt, cá, rau, còn bữa tối có thịt, đậu, salad. Các bữa ăn của vận động viên được thiết kế, điều chỉnh tùy theo nhu cầu, nhưng sẽ cần đầy đủ và cân đối các. Đặc thù của thể thao chuyên nghiệp là cường độ tập luyện, thi đấu rất cao, đòi hỏi vận động viên phải tính toán nạp calo và carbohydrate liên tục. Các thực phẩm với hàm lượng dinh dưỡng chứa các chất nói trên sẽ được thay đổi linh hoạt để vận động viên không bị ngấy, nhưng cần dễ tiêu hóa. Các bữa ăn có thể được chia nhỏ nhằm tránh tình trạng đầy bụng, giúp vận động viên có đầy đủ dinh dưỡng để vận động và phục hồi cơ bắp trong cả ngày. Tại Việt Nam, từ trước đến nay, chưa có chiến lược thật sự rõ ràng về vấn đề dinh dưỡng cho vận động viên chuyên nghiệp, chưa coi phát triển khoa học dinh dưỡng là chìa khóa nâng tầm vận động viên Việt Nam. Vận động viên bơi huyền thoại Michael Phelps, người giữ kỷ lục giành nhiều huy chương nhất lịch sử Olympic với 23 HCV, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng từng được tiết lộ có thực đơn khủng, lên tới 12.000 calo mỗi ngày ở Olympic 2008. Cụ thể, Phelps ăn 3 bánh mì kẹp trứng với format, rau diếp, cà chua, 5 quả trứng ốp lết, 3 bánh mì nướng, 3 bánh sô-cô-la vào bữa sáng. Bữa trưa, vận động viên người Mỹ tiêu thụ 0,5 kg mì Ý, 2 bánh mì kẹp thịt cỡ lớn, uống nước tăng lực. Đến bữa tối, Phelps ăn 0,5 kg mì Ý, 1 bánh pizza và uống nước tăng lực để phục hồi sau những hao tổn cơ bắp. Chế độ ăn nói trên để bù đắp cho khoảng 8.000 đến 10.000 calo mỗi ngày mà Phelps tiêu thụ trong 5 giờ tập luyện. Ở các giải đấu sau, khi lượng calo tiêu thụ giảm xuống, thực đơn của Phelps cũng thay đổi theo. Tại Olympic 2020, nước chủ nhà Nhật Bản đầu tư nặng tay vào khâu dinh dưỡng để đảm bảo các vận động viên được tiếp đủ năng lượng mỗi ngày. Theo Japan Today, ước tính có 48.000 bữa ăn được phục vụ mỗi ngày, trong đó lần đầu tiên trong lịch sử Olympic, các thực phẩm không chứa gluten được thiết kế cho vận động viên.